Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Vì thế, Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông cục bộ, sẽ có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục dồn hơi lạnh xuống nước ta. Trong đêm nay, nền nhiệt các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ còn giảm mạnh hơn nữa với mức nhiệt thấp nhất ở các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn ở mức từ 7 đến 10 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Sang đến ngày mai, miền Bắc giảm mưa nhưng nhiệt độ thì vẫn tiếp tục thấp. Cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đều thấp dưới 15 độ. Ở vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ. Từ đêm nay trở đi, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục trời chuyển rét hại, vùng đồng bằng là rét đậm. Lưu xuống khu vực miền Trung, chiều nay không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc của miền Trung. Trong tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Thừa Thiên Huế. Đến sáng và trưa mai thì ngay cả Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng sẽ cảm nhận được tác động của không khí lạnh khi trời chuyển nhiều mây và có mưa trở lại. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm xuống từ 17 đến 20 độ, trời rất đậm. Còn ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng thấp từ 20 đến 23 độ, trời rét. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng giảm xuống ở mức từ 22 đến 25 độ, trời lạnh về chiều. Đối với các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời tiếp tục có nắng và nhiệt độ ngày cao từ 28 đến 30 độ. Dự báo từ đêm nay ở Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ. Lui xuống phía Nam, dự báo trong đêm nay và ngày mai vẫn là chuỗi ngày tạnh ráo, nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới. Ở vùng cao Tây Nguyên vẫn cao từ 29 đến 32 độ. Đối với khu vực Nam Bộ với ngưỡng nhiệt cao từ 33 đến 34 độ. Nắng nóng xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền Đông tạo ra cảm giác nắng nhẹ về trưa và chiều. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, trong đó bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngoài ra, hiện nay đang tồn tại một vùng áp thấp ở khu vực phía Đông huyện đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng áp thấp này sẽ di chuyển sang hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 1m50 đến 2m50,